Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiền Văn Gia Lai nha. Thì trước mà anh em ai Thiền đang có một con máy cắt cỏ Kawasaki T53 anh em ha. Hôm nay thì có hai anh khách, hai không phải anh khách, hai vợ chồng anh khách ở dưới thì Đắk Đoa anh em, thị trấn Đắk Đoa lên cửa hàng để mua nha. Thì T53 thì bên Thiền đang lắp chung với lại bộ cần Moto Yamaha Pro nha anh em ha. Bộ cần Moto Yamaha Pro này là bộ cần cải tiến của bộ cần Moto Yamaha cũ nha. Vẫn giữ đầu bò là đầu bò khuôn 541 trong uốn cỏ này. Ống cần dày 2,5 đầu tiên tại thị trường Việt Nam chúng ta nha anh em. À, ở Việt Nam mình thì hiện tại chỉ có Moto Yamaha Pro là dùng ống cần 2,5 ly thôi. Rồi tay ga thì tay ga mỏi dài chất lượng cao luôn. À, ta bộ tay ga này là 3 xị nha. Máy nhắn cải tiến thì đợt này thì nó đổi theo khuôn của Huawei 541 luôn. Và cái bát nó được sửa lại làm rất chắc chắn nha anh em. À, và khá là đẹp luôn. Đó, còn cái dây đeo thì dây đeo khuôn Huawei luôn. Đó, anh em nào mà đang dùng máy Huawei 541 à, biết được cái độ tốt của dây đeo Huawei và nhìn cái dây đeo này là biết liền cái dây đeo nó ngon như thế nào rồi ha. Đó, mua hàng thì bên Thiền sẽ tặng cho anh em một chai nhớt Echo này ha, một ổ cước cải tiến nha, nửa cái cước Spra Đài Loan, một lọc gió nỉ và bốn lọc gió mút nha anh em. Lọc gió nỉ thì bên Thiền tặng anh em lọc gió nỉ của Kawasaki luôn chứ không phải lọc lô nha anh em. Lọc gió này thì anh em mua 90.000 một miếng đó. Đó, ổ cước ngoài tặng là đầy đủ hết luôn. Đó, trong máy thì có túi đồ nghề đầy đủ hết cho anh em nha. Đó, full bộ như thế này luôn thì 5,9 triệu nha anh em. Anh em sẽ được miễn phí vận chuyển này và kèm rất là nhiều quà tặng của bên Thiền. Còn nguyên bộ như thế này thì anh em tới cửa hàng thì sẽ bớt tiền phí vận chuyển nha ha. Còn cái máy này thì anh em thấy là nó nổ rất là khiếp đúng không? Con Kawasaki T3 này nổ rất là ác luôn. Đó, tí nữa thì sẽ test nổ ha, và mua máy thì bên thì sẽ tặng kèm anh em một cái siêu ở bên xăng nữa để hạn chế tình trạng rỉ xăng ở trên Kawasaki T3 nha anh em. Đó, tí nữa thì sẽ test nổ cho anh em mình tham khảo luôn ha. Đó, giờ thì sẽ giật nổ nha anh em. Rồi, cái này thì giờ bơm xăng đóng e là giật nổ anh em ha, rất là đơn giản thôi ha. Thì ga vô hết rồi, giờ thì giật nổ thôi. Công tắc bật lên nha anh em ha, công tắc này bật lên mới nổ được nha. Nhiều anh em không bật lên là không bao giờ nổ được nha anh em. Phát nữa bạn chỉ trợ lực anh em lôi ra chớm rồi anh em kéo là rất là nhẹ. Rồi ok, vậy là xong anh em. Giờ thì anh em nào quan tâm về con máy Kawasaki T3 này thì có thể liên hệ với số điện thoại giống như Thiện nha, hoặc để là số điện thoại dưới phần bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em tư vấn kỹ hơn về mẫu máy này để anh em thêm thông tin nhé. Anh em xem đi nhớ bấm đăng ký kênh để chúng thông báo để mỗi lần một Thiện ra video mới thì phải biết, và xin được cảm nhận sản phẩm của Thiện nha anh em. Ok, xin chào tất cả anh em nhé.